này sau khi ăn cơm, nghĩa là bạn đang đầu độc cơ thể của mình. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia dinh dưỡng đều khẳng định trong khoảng thời gian 30 phút đến 1 tiếng sau khi ăn cơm là lúc cơ thể dễ bị tổn thương nhất, do lúc này hệ tiêu hóa đang tiến hành công việc tiêu thụ thức ăn. Nếu bạn hoạt động mạnh hoặc tráng miệng nhiều thức ăn, nước uống khác thì rất hại cho tiêu hóa, là tiền đề cho hàng loạt các loại bệnh về gan, thận, dạ dày. Có những loại nước là đại kỵ sau khi ăn cơm xong, ngừng uống ngay nếu không muốn rước bệnh vào người. Thứ nhất, trà xanh. Uống nước trà ngay sau bữa ăn là một thói quen gây hại cho hệ tiêu hóa mà rất nhiều người Việt Nam của chúng ta đang mắc phải. Theo các bác sĩ đã cho rằng, mọi người cần phải bỏ ngay thói quen uống trà ngay sau bữa ăn vì trong trà chứa có chất tannin có thể gây rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, chúng sẽ khiến cho dạ dày tiết ra nhiều axit hơn, gây ra tình trạng đầy bụng và khó tiêu. Đặc biệt, nếu bạn ăn nhiều đồ dầu mỡ, đạm mà uống trà xanh thì sẽ gây ra tình trạng táo bón, khó tiêu. Những người đang mắc viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản mà uống trà sau bữa ăn thì có thể khiến bệnh trầm trọng hơn. Do đó, thời điểm lý tưởng nhất để uống trà là vào ban ngày sau bữa ăn ít nhất từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. 2. Nước lạnh. Uống đồ lạnh sau bữa cơm là thói quen của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, nếu đồ uống lạnh quá mức có thể sẽ khiến cho các vi mạch trong dạ dày và ruột co thắt lại và từ đó làm giảm chức năng tiêu hóa tức thì. Còn với người trung niên và cao tuổi thì dạ dày và ruột thường nhạy cảm với đồ lạnh hơn. Việc uống đồ lạnh ngay sau khi ăn có thể gây ra co thắt dạ dày, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc khó tiêu. Hơn nữa, việc bạn uống nước sau khi ăn cũng sẽ làm loãng axit trong dạ dày, cản trở quá trình tiêu hóa và gây đầy hơi. Nếu muốn uống thì bạn hãy chờ ít nhất sau 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn cơm. Thứ ba, nước dừa. Nước dừa là một trong những loại thức uống thiên nhiên lành mạnh. Trong nước dừa có nhiều axit lauric giúp tăng cường khả năng miễn dịch, khởi động quá trình trao đổi chất của bạn và giúp giảm cân hiệu quả. Chúng sẽ rất tốt khi được uống vào ban ngày, nhưng do loại nước này có tác dụng lợi tiểu, việc uống nước dừa sau bữa tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Hơn nữa, uống nước dừa khi đang no cũng sẽ làm gánh nặng cho đường tiêu hóa. Tương tự, hầu hết các loại nước trái cây đều chứa nhiều axit, đường, gluco, fructose, tinh bột. Điều này sẽ khiến cho cơ quan tiêu hóa làm việc quá sức, gây co mạch, ảnh hưởng đến tiêu hóa và nhu động ruột của dạ dày, và thậm chí thì có thể gây co thắt dạ dày. Vì vậy, dù thích nước dừa hay trái cây đến đâu thì bạn cũng phải đợi từ 1 đến 2 tiếng sau bữa ăn rồi mới uống. Thay vì những loại nước trên thì sau bữa ăn nên uống 300ml nước lọc ấm để tăng cường trao đổi chất. Và từ đó thì hệ tiêu hóa sẽ xử lý thực phẩm một cách trơn tru và nhanh chóng, hạn chế nguy cơ tích mỡ. Và sau đấy thì hãy sử dụng các loại nước ưa thích khác giúp hấp thụ 100% dinh dưỡng mà không gây nên những phản ứng phụ có hại cho sức khỏe. Và những nội dung này chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay cho những người thân yêu trong gia đình của mình với những bữa ăn ngon miệng và giàu chất dinh dưỡng. Nếu các bạn thấy thông tin bổ ích, hãy like.